Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Crow Caster các bạn nhé. Đấy, đầu tiên mình sẽ đi mua thêm tướng này. Mình sẽ mua tướng này đi, 7500 vàng các bạn. Tướng này nó sẽ tạo ra một đám mây khói độc rất khủng khiếp. Tiếp theo mình mua thêm tướng gì nữa. Đừng Windy đi, mình sẽ mua Windy. Đây là các bạn có thể xem Windy thì tướng này nó sẽ tạo ra một cái đám lốc xoáy các bạn. Đám lốc xoáy trên đầu mình thôi. Ok, tiếp tục mình sẽ còn vị trí sống nữa, mình sẽ mua tướng nào đây. Dozuki mua rồi, Flying Ox này. Rất là nhiều tướng luôn. Ox Ban này, Defender này. Lên cho nào. Mình ở đây, Angel đi, mình sẽ mua tướng Angel. Bây giờ nó sẽ tạo ra các cái thiên thần các bạn ạ, các thiên thần để đi chém nhau với biển hồ. Ok, mua luôn. Tiếp tục này, mình còn những 46.000 vàng nữa cơ, mình sẽ nâng cấp cung. Nâng cấp cung đi nào. Đấy, nâng cấp cung này, nâng cấp tốc độ bắn này. Đấy, mình sẽ nâng cấp được 27.5% này các bạn ạ. Ok, còn bao nhiêu mình sẽ nâng cấp cung và nâng cấp thành nốt các bạn ạ. Hiện tại thành của mình là có 3 tầng các bạn nhé. 3 tầng đấy, mình sẽ nâng cấp lên. Nó có thêm một cái chòi nó nhìn rất là đẹp các bạn. Ok, let's go, chúng ta chiến thôi. Way thứ 37 các bạn nhé. Rất là mạnh luôn. Mình sẽ thử các tướng cho các bạn xem. Đây, xem xét này. Đấy, đống đất này. Nhìn rất là. Đây, đám mây khói độc các bạn thấy chưa, rất là đẹp, đồ họa khá là đẹp các bạn ạ, dù nhìn nó đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Tiếp theo lốc xoáy nào, lốc xoáy thì mình sẽ cho lốc xoáy vào. Đây, lốc xoáy đây rồi, các bạn có thể nhìn thấy lốc xoáy đấy, cuốn phăng kẻ thù. Ok, sẽ còn một tướng nữa, thiên thần, Angel. Rồi, chúng ta đã victory rồi các bạn ạ, khá là easy. Tiếp theo, Way thứ 38 các bạn ạ. Mình sẽ thử tướng NG cho các bạn xem nhé. Đây rồi, các thiên thần bay xuống này, chém tan hết các cái xe bắn đá đi, chém hết các bạn ạ. Thiên thần khá là mạnh, mình sẽ nâng cấp các thiên thần này. Trong lần sau mình sẽ nâng cấp các thiên thần lên các bạn ạ. Đấy, đám mây khói độc. Các bạn có thể thấy đồ họa tuy đơn giản thôi nhưng mà mình thấy khá là đẹp các bạn ạ. Mình thấy game này rất là thú vị, các bạn cứ thử chơi xem. Ok, chúng ta sắp qua level 38 rồi. Đấy, victory rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến level thứ 39.